Tiếng tơ đồng với các người mẫu thời trang mặc áo đỏ rực rỡ đang tiến qua khán đài. Và đó là có những cái show như là Hành Trình Tình Nghệ Sĩ, Tình Nghệ Sĩ vân vân. Tượng của năm Đinh Dậu 2017 đó là các chú kê thì là Lee Sung-wisis cũng có một cái xe hoa với đầu 10 hình con gà rất là đẹp, và bên đó là tất cả những anh chị em nhân viên của Lee Sung-wisis đang diễn qua lễ đài. Đến với Tết Đinh Dậu năm nay, Lee Sung-wisis luôn là cầu nối mang nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với người thân ở quê nhà. Lee Sung-wisis sẽ thay bàn giao quà mừng xuân, tay trao cho những chai hộp cà phê trà Thái đến với người thân ở Sài Gòn, miền Nam hoàn toàn miễn phí về tiền và cũng là để đi chuyên trở. Hãy gặp nhau ở Lee Sung-wisis, chúng tôi luôn là người bạn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi nhà. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi, xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời. Khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân.
làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gợi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rền đi đùng, mình mừng xuân mứt dưa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn thùng. Từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời, những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân đến đây tô màu rạng ngời, những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Cô Bích Liên cũng như là chị Hoa hậu Hạnh Trương xin tiến về phía trước. Tất cả đồng bào chúng ta đưa con em mình đến để nhận lì xì của các vị hoa hậu. Những bao lì xì của cô Hoa hậu Hạnh Trương. Cao Niên
thì sẽ nhận bao lì xì mừng tuổi của các cô hoa hậu. Dạ cháu mời các vị cao niên. Nhà quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Mùa xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn, bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về thắp trên mọi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong Tết này trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến, mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời, cùng nỗi vui luôn bên người, xóa ưu tư dài đêm đông. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về, ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. Mùa xuân này ta cùng chúc cho nhau bao niềm vui, bao tình yêu an lành, khắp muôn nơi ai cũng được no ấm, nhà nhà vui nơi cũng đón Tết xuân. Chúc ông bà đi giàu sức khỏe, chúc ba mẹ sẽ luôn luôn yên vui, các em thơ sẽ luôn luôn no ấm, cùng nhau chúc Tết ta. Cha xiao xiao mấy cá rắn tơ chê ly, chạm nhang tí y chú hoa, chiều sư công xì công xì. Công xì công xì công xì nì, yá công xì công xì công xì nì. Chính qua tòa sao khoan năng, lý chính tòa sao mô liền, tòa sao xì ơ phán quan, phán quan chuẩn tí xiao. Công xí công xí công xí nì, yá công xí công xí công xí nì. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến, mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời, cùng nỗi vui luôn bên người, xóa ưu tư dài đêm đông. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về, ước mong Tết này mỗi nhà phát. Năm mới chúc mừng, người người yên vui, hạnh phúc mọi nhà, xuân đến phát tài. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.